Rồi, anh chào quá quá coi. Dạ, em xin chào cô chú anh chị đã xem tin là TK Bonsai ha. Nay nhà vườn mình anh em đã lại bán, em xin giao lưu với cô chú anh chị một số mình cây bonsai ha. Mã số 1 là một cây linh sam 86. Để em quay vòng em đo thông số. Rồi, em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã ủng hộ em suốt thời gian vừa qua ha. Địa chỉ của em là ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại của em là 0989273534, cũng là số Zalo của em luôn nha quý cô chú anh chị. Đây, mã đầu tiên là một cây linh sam 86. Hoành thân của nó là 10-15. Cao là 25. Cái tán của nó là 40. Cây tàn rất là mịn luôn quý cô chú anh chị. Một cây linh sam 86, mã 1A. Này em ghi theo số thứ tự của quý cô chú anh chị. Mã 1A, như luôn là 500k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Này nó có cốt cành sẵn ta. Tàn nó rất là mịn luôn. Cây 1A, như luôn là 500k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đỡ cây. Mã số 2A là cũng một cây linh sam 86 luôn quý cô chú anh chị. Hoành thân em đo vị trí chỗ này là 15 nè. Cao cũng 25. Cái tán của nó cũng 40 luôn quý cô chú anh chị. Mã 2A. Em vô luôn là cũng 500k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Cây này nó nghiêng qua bên cái có chiên kìa. Đó, mã 2A, như luôn là 500k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đổi cây. Mã 3A là một cây linh sam 86, cũng linh sam 86 luôn. Hàng này em tòng ống nha quý cô chú anh chị. Vành thân em đo vị trí chỗ này là 15. Cao 29, 39. Tán 39 luôn. Mã 3A này em giao lưu cũng 500k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Hàng này nay em có giảm giá quý cô chú anh chị. Hàng này hàng tầm ống, cái ghế của nó bằng tay cái em luôn à. Mã 3A, em đi luôn 500k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đổi cây. Mã 4A cũng một cây linh sam 86 luôn quý cô chú anh chị. Hàng này hàng đảo thân tầm ống, em đảo thân quý cô chú anh chị. Bản thân em đo vị trí chỗ này là 14. Cao 38. Cái tán của nó là 42. Mã 4A này em như luôn là 600k, bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Ê quái. Mấy hàng này em có số lượng nhiều lắm quý cô chú anh chị. Rồi, mã 4A. Em xin đỡ cây. Mã 5A cũng một cây linh sam 86 luôn. Hoành thân của nó chỗ này là 18. Chiều cao là 32.
cái tán đổ của nó xuống là 55. Mã 5A, 5A này em vô luôn là 600k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Đinh Sam 86, mã 5A. Rồi em xin đổi cây. Mã 6A, 6A cũng một cây linh sam 86 luôn, cây tịch quý cô chú anh chị. Tịch này cây này có duyên lắm nè. Bình thân em đo vị trí chỗ này là 20. Cao là 40. Cái tán ngang của nó là 40. Mã 6A. 6A em giao lưu là 800k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Hàng này nó có cốt cành sẵn này, cốt cắt giật cái tên rồi quý cô chú anh chị. Hàng này có cốt cành sẵn hết rồi. 6A em vô luôn là 800, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi em xin đổi cây. Mã số 7, mã số 7A là một cây tăng sen quý cô chú anh chị, một cây tăng sen lùng lực quý cô chú anh chị. Mã 7A này em đo hoành thân của nó là 20, chiều cao của nó là 20, cái tán của nó là 25, nó đang có bông luôn. Mã 7A như luôn là 600k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Củ đế nó bự lắm, củ đế của nó là 36, mặt bông của nó nè. Em xin đổi cây. Mã số 8 là một cặp nha quý cô chú anh chị. Mã số 8 một cặp. Một cây than đỏ và một cây mai chiếu thủy lá lớn nha quý cô chú anh chị. Cây than đỏ hình thú. Hoành chỗ này em đo chỗ này là 9 cm. Cao là 22. Cái tán của nó là 32. Đang ra bông luôn quý cô chú anh chị. Một cặp 8A này em vô luôn là 700, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Cái mai chiếu thủy lá lớn. Này là cái mai chiếu thủy lá lớn. Rồi em xin đổi cây. Mã số 9 là một cây me. Mã số 9A là một cây me. Cây me này cây me ngọt thôi quý cô chú anh chị. Cây me ngọt, cây me ghiên luôn chứ không có ghép nha quý cô chú anh chị. Ghiên luôn. Hoành của nó là 20. 15. 15 chứ không phải 20 quý cô chú anh chị. Chiều cao nó 22. Cái tán của nó là 31. Cái này cây thần sầu thần chậu sống khỏe quý cô chú anh chị. Me ngọt. Nó có củ đế nè. Củ quái.
Cái này cái mang ngọt cái ghiên luôn chứ không có ghép. Ghiên luôn. Rồi, 9A này em vô luôn là 500k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đổi cây. Má 10A. 10A là một cặp một cây mai chiếu thủy với một cây sâm tái nha quý cô chú anh chị. Sâm núi trái. Em đo đại khái một cây đây. Quanh chỗ này là 10 cm quý cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 12. Cái tán của nó là 20. Một cặp, một cây mai chú thủy và một cây mai sâm núi trái 10A, em vô luôn là 600k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Mai chú thủy bài cái đẹp cái diện ghê. Rồi em xin đổi cây. Má 11. 11A là một cây. Một cây sập. Miền Nam em kêu bằng cây sập, còn ngoài miền Bắc thì người ta kêu bằng cây túc đọt đỏ quý cô chú anh chị. Em đo đấy, em đo hoành thân của nó, cái thân của nó chỗ này. Hoành thân chỗ nó chỗ này là 40 quý cô chú anh chị. Hoành của đế chỗ nó chỗ này là 60. Chiều cao của nó là 72. Cái tán của nó là 79. Mã 11A này là em vô luôn là 3.700.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Cái sập. Sập đọt đỏ, người ta gọi là cái túc đọt đỏ nè, đọt nó nè, đọt đỏ nè. Mấy này nó già đọt nó ra lại đỏ, đỏ đỏ vậy nè. A em giao lưu là 3.700.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi em xin đổi cây. Mã 12, mã 12A là một cây kim quýt nha quý cô chú anh chị. Cây kim quýt này được rồi, cô kia có mua rồi, có bỏ cọc rồi, cái cô không nhận nè. Hoành thân của nó là 15. Cao là 40. Cái tán của nó là 72. Cây kim quýt. Cái này hàng này buôn giấy tơ rồi quý cô chú anh chị. Nó dài lắm, dài. Mã 12A em giao lưu là 2.300.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Cái tán nó, cái tàn nó mịn dữ lắm anh.
Rồi. 12 à, em Zalo là 2.300.000, em bảo ship các cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đổi cây. Nó 13A, 13A là một cây linh sam siêu qua quý của chúng chị. Coi lắc lượng quá tài luôn rồi. Quanh thân em đo vị trí chỗ này là 28. Chiều cao là 57. Cái tán của nó cũng 57 luôn. Mặt bông của nó. Má 13A. Em Zalo là 700.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Cẩn thận nó co lắc có duyên hết sức luôn. Đây nó có cái thẹo. Thẹo cái cây em cắt tạo dáng bonsai thôi chứ không có gì hết. Mười ba à, em Zalo là 700.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi em xin đổi cây, để lại như thế này. Mười bốn à, cũng một cây linh sam siêu qua luôn quý cô chú anh chị. Quanh thân em đo vị trí chỗ này là 17. Cao là 57. Cái tán của nó cũng 57 luôn. Mã 14A, em Zalo là 600.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Tàn rất là mạnh luôn. 14A, em Zalo lưu là 600.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đổi cây. Mã 15A, cũng một cây linh sam siêu qua luôn quý cô chú anh chị, cây này cây thật lắc. Quanh thân em đo vị trí chỗ này là 37. Chiều cao của nó là 39. Cái tán của nó là 50. Mã 15A. Một cây linh sam siêu qua quý cô chú anh chị. Mã 15A này em Zalo là 1.300.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đổi cây. Mã 16A, cũng một cây linh sam siêu qua luôn với cô chú anh chị. Bình thân em đo vị trí chỗ này là 17 cm. Cao là 47. Cái tán ngang của nó là 42. Một cây linh sam siêu qua, tàn rất là mịn luôn quý cô chú anh chị. Cái này quái cái đầu ở tên như ghê như bàn tay mình đi. 16A, em Zalo là 800.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Hình giống bàn tay kìa. Mã 16A, em Zalo là 800, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đổi cây.
17A cũng hàng Linh Sam siêu qua luôn quý cô chú anh chị. Bình thân em đo vị trí chỗ này là 17 cm. Chiều cao của nó là 47. Cái tán của nó là 42. Mã 17A này em Zalo là 700k em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Cây tàn rất là mạnh luôn rồi quý cô chú anh chị. Mã 17A, em Zalo là 700k, em bao ship các cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đổi cây. Số điện thoại của em là 098 927 3534, cũng là số Zalo của em luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng này em cũng có số lượng nhiều lắm nha quý cô chú anh chị. Mã 18A cũng một cây Linh Sam 8 siêu qua luôn. Em đo cái thân dưới này là 21. Chiều cao của nó là 50-54. Cái tán của nó là 30-40-42-40-49. Này nó đang lố bông nè, lố bông lự thôi nè. Cái này quý cô chú anh chị mình về là bông gực gỡ luôn. Mã 18A này em Zalo là 700k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Này khoảng chừng 3-4 ngày nữa là ra bông gực gỡ luôn. Rồi em xin đổi cây. Để đại đây đi. Mã 19A cũng một cây Linh Sam siêu qua luôn quý cô chú anh chị. Bình thân em đo vị trí chỗ này là 17 cm. Chiều cao của nó là 40-45. Cái tán của nó là 57. 19 nè, em Zalo là cũng 700k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Này nó đang lố bông luôn. Ra đọt về cái bông luôn. Mã 19A, em Zalo là 700k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đổi cây. Mã 20A, một cây Linh Sam siêu qua, hàng này hàng tầm ống nha quý cô chú anh chị. Bình thân em đo vị trí chỗ này là 15 cm. Chiều cao của nó là 47. Cái tán của nó là 39. Mã 20A này em Zalo là 500k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Cái ống số của nó là 26. Kính ống của nó là 27. À, 20A em Zalo là 500k, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Rồi em xin đổi cây. Mã 21A là một cây Linh Sam sam núi trái nha quý cô chú anh chị. Sam núi trái. Bình thân em đo vị trí chỗ này là 10 13 cm.
chiều cao của nó là 32, cái tán của nó là 50. Tàn rất là mịn luôn, mã 21A. Em giao lưu là 1.300.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn quý cô chú anh chị. Em đo nguyên cái nồi cũ của nó kìa. Cũ của nó là 38. Rồi em xin đổi cây 22A là cây mai chiếu thủy lá lớn rồi quý cô chú anh chị. Lại lòn cái dây này qua đây mạnh cái em đo ngay đây là 120 nè quý cô chị, 120. Chiều cao của nó là 89. Cái tán của nó là cũng 82. Da xanh. Một cây mai chiếu thủy lá lớn da xanh. Này em uống có uống chi tay rồi hết rồi quý cô chị. Quý cô chú anh chị, anh xây vòng vòng như thế này, có tay hết rồi. Mã 23A em giao lưu là 2.300.000, em bao ship rồi quý cô chú anh chị. Mã 22A em giao lưu là 2.300.000, em bao ship cả cây lẫn bao ship chứ không có chậu rồi quý cô chú anh chị. Mã 23A là một cây kim quýt rồi quý cô chú anh chị. Để em đo cái hoành thân của nó, hoành thân em đo vị trí chỗ này là 36, chiều cao lên là 110 rồi quý cô chú anh chị, 110. Cái tán của nó là 70. Đang ra hoa ra trái luôn quý cô chú anh chị. Cây này cây rất là già luôn. Mã 23A em giao lưu là 4.000.000, em bao ship cúc chậu bó bầu quý cô chú anh chị. Đang ra bông ra trái luôn. Được rồi, ra bông ra trái nó em cắt bỏ thôi, ngày nay dở ra lại nó. Cây này cây rất là già luôn quý cô chú anh chị. Tái nè. Đây nó có cái lũa ngay tầng chỗ này quý cô chú anh chị. Cái lũa này khoảng chừng tấc mấy vậy, chiều cao thì ngang khoảng 2 ngón tay em lũa này. Cái này rất là già luôn quý cô chú anh chị. Mã 23A em giao lưu là 4.000.000, em bao ship. Dưới đây chị em có 24 là cây này,
24 là một cây. Quên cái này. 24A là một cây giấy Mỹ, quý cô chú anh chị. 24A là một cây giấy Mỹ đổ. Nó hoành thân chỗ nó, chỗ này là 28 quý cô chú anh chị. Cái tán này từ đây em đo, em đo hết củ luôn đi. Củ ở tán của nó chỗ này là 79. Còn bình củ của nó chỗ này là em đo là 80 quý cô chú anh chị. 81, 82 gì em tính 80. Mã 24A. Một cây giấy Mỹ, cây này cây gin em không có ghép nha quý cô chú anh chị. Cây gin. Mã 24A, em giao lưu là 1.400.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Đây, quay đây anh chỉ cái này. Cái này nó tóc da em tha keo rồi, nó muốn kéo da lại nè quý cô chú anh chị, kéo da lại luôn rồi nè. Còn cái này là cái mặt cắt của nó, đó em có cắt cái thẻ qua thằng này. Mã 24A, em giao lưu là 1.400.000, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Rồi, em xin đổi cây. Mã 25A là một cặp linh san siêu qua quý cô chú anh chị. Một cặp. Mã 25A là một cặp linh san siêu qua. Hoành thân em đo vị trí chỗ này là 17. Chiều cao của nó là 62. Cái tán của nó là 50. Một cặp linh sam siêu qua. Tàn rất là mạnh luôn quý cô chú anh chị. Mã 25A em giao lưu là 600.000, em bao ship. Một cặp. Giao lưu là 600.000, em bao ship. Rồi em xin đổi cây. Được, 26. 26 à. Để đại đi mẹ, để đại. Hai mươi sáu a cũng một cặp linh sam siêu qua luôn quý cô chú anh chị. Em đo đại khái một cây đi. Quanh chỗ này em đo 16. Chiều cao của nó là 50. Cái tán của nó là 40-45. Một cặp 26 à, em giao lưu là cũng 600.000, em bao ship các bao ship. Đó cây này, cây bên đây là nó tới hoành nó tới 21 rồi. Chiều cao của nó là 58. Cái tán của nó là 49. Một cặp 26 a này em giao lưu là 600.000, em bao ship. 26 a, em bao ship. Rồi em xin đổi cây.
27A là một cây nguyệt quế quý cô chú anh chị. Cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Quanh thân em đo vị trí chỗ này là 32. Chiều cao của nó là 42. Cái tán của nó là 49. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Cây này lá nhỏ luôn quý cô chú anh chị. Lá nhỏ luôn chứ không phải lá lớn nè. Mã 27A, em giao lưu là 1.600.000 em bao ship. Cái này em không có bao chậu tại chậu này chậu xi măng. Mã 27A, em giao lưu là 1.600.000 em bao ship cả cây lẫn chậu. Rồi, em xin đổi cây. Mã 28A là cũng một cây nguyệt quế quý cô chú anh chị. Cây nguyệt quế hình nguyên con thú luôn quý cô chú anh chị. Quanh thân em đo vị trí chỗ này là 15 cm. Chiều cao của nó là 42. Cái tán của nó là 59. Này em mới vô dây lại. Người ta vô dây rồi nó xiết quá em tháo ra em vô dây lại. Mã 28A này em vô luôn là 1.200.000 em bao ship. Hình nguyên con thú luôn. Đo cái đế của nó. Bình cũ của nó. Bình cũ của nó chỗ này là em đo chỗ này là 40 nè. Cây này rất là sạch cây luôn quý cô chú anh chị. Dạ nu lên cục 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 luôn, nu luôn rồi. Rồi, em xin đổi cây. Mã 29A. Mã 29A là mã này mã cũng cuối clip của em luôn quý cô chú anh chị. Mã 29A là một cặp bùm sụm cây này, bùm sụm tàu hút kiến là nó là quý cô chú anh chị. 29A. Em đo lại khá những cây. Quanh thân cho nó chỗ này là 10 cm. Cao là 22. Cái tán của nó là 37. Một cặp hình thú luôn quý cô chú anh chị. Một cặp 29A này em giao lưu là 700.000 em bao ship. Đây. Đó mặt bên đây hình quái. Một cặp là một cặp 29A em giao lưu là 700.000 em bao ship. Rồi mã này mã cũng mã cuối clip của em luôn quý cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã vào xem và ủng hộ kênh cũng như ủng hộ em ha. Em rất cảm ơn. Mời cô chú anh chị mình xem clip kỳ tới của em ha. Rồi em xin chào ạ.